thành kính đảnh lễ trường tòa minh hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tề Trì. Dạ, con kính chào tất, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và dạ, con kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ bảy 31 tháng 10 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng 9 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tác bạch xin giới. Nam mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phante tisadane nasaha atang yasaman na gatang upo satang yachama dutiyambi mayang phante tisadane nasaha atang yasaman na gatang upo satang yachama tatiyambi mayang phante tisadane nasaha atang yasaman na gatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Minh Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Minh Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Biên Tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung Đấng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung Đấng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung Đấng Chánh Biên Tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi thamang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyambi sanghang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sik ha ba đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sik ha ba đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacariya veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musa wada veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musa wada veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura ne rajamachapama dathana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me rajamachapama dathana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapho jana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapho jana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natya gita vadita visu kadasana mala gantha vile badantharana mandana vifu sanathana Veramane sekha banang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacha gita wa dita wisu kadasana malagan tawile panatha chana man dana wifu sanatana we chamane sikha padang samadhiya me. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucca sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamman nagatang puthapan nyatang upo sathang imang charatin imang chadiwasang sammadeva afirakitum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani uposasi varasena iman jaratan iman jirivasang satukang katawa apamadena sammarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Si la na su ga tan yan ti si la na pho sam ba da si la na ni pu tan yan ti ta sa ma si la vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chúng thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bào chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bào đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bào tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bào đức lành từ dung. Bồ Tát Sắp Bồ Tát Ngài Lăng Rắc Khăn Tu Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Đà Nu Pha Vệ Na Sa Đà Sa Thi Phong Văn Trụ Tề
ma wa tu sap ma mang a lang ra khan tu sap ba de wa ta sap ban ham ma nu pha we na sa da so thi phong wan tu te ma wa tu sap ma mang a lang ra khan tu sap ba de wa ta sap ban sang kha nu pha we na sa da so thi phong wan tu te Tất cả anh phố hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nhà kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Bệ Ngọc. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin sám hối con Bình rồi. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm vi phát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã làm giới tử ngày hôm nay. Và con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn Chú Thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 56 Kinh Upali. Upali, Upali, phân đoạn 272 đến 275 sẽ được Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng tỳ kheo, chúng đệ tử Đức Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị Phật tử, các vị du sĩ ngoại đạo, thời Đức Phật nhất là cái phái đi gần thá, đi kinh tử, thường hay luận chiến với Đức Phật, bởi vì những cái giáo phái khác như giáo phái Bà La Môn chẳng hạn, thì cái quan điểm của họ, cái chủ trương của họ, nó khác xa với Đức Phật. Do đó nó cũng ít có cái sự tranh luận. Nếu có chăng thì chỉ là tranh luận về cái giai cấp và là môn là tối thượng hơn các giai cấp khác, vân vân. Hay là hỏi về những cái thứ đàn thờ lửa. Nhưng mà riêng về giáo phái Đức Linh Thá thì có những cái điểm mà dễ bị ngộ nhận là bởi vì nó gần gần giống với đạo Phật, như là
Trong bài kinh này, giáo phái Ni Vinh Thá Đi Khách Tắp Si là một vị du sĩ ngoại đạo. Du sĩ Ni Vinh Thá đã đến Đức Phật và tranh luận với Ngài về... Thật ra ông ta chưa có tranh luận, ông ta chỉ hỏi Đức Phật trong ba loại thân khẩu ý thế nào tối trọng. Và Đức Phật Ngài đã trả lời, Ngài khẳng định câu trả lời ba lần là ý quan trọng. Tapasi, Đi Khách Tapasi lại đem về thuật cho vị giáo chủ của mình là Nathaputta nghe. Lúc đó có mặt Upali gia chủ, và gia chủ Upali cũng đã đến Đức Phật và tranh luận vấn đề này. Và cái cách thuyết pháp của Đức Phật để cho người ta hiểu, để cho người ta lãnh hội một cách sâu sắc về pháp, Đức Phật Ngài thường hay đưa những cái thí dụ. Bởi vì Ngài biết rõ người trí nhờ thí dụ mà hiểu được vấn đề. Quả thật như vậy. Với những cái thí dụ Đức Phật nêu ra thì gia chủ Bà Lý đã quy y Tam Bảo. Rồi Đức Phật Ngài biết, Ngài biết cái trình độ, cái tâm tư của Upali, và Ngài thuyết về thuyết pháp độ cho chúng ta đắc quả tu được vời. Rồi hôm nay chúng ta học bài kinh gia chủ Upali sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Và trước tiên thì xin được mời cô Nhật Quỳnh Quan Hỷ đọc cho chánh kinh. Sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng sư trong hôm nay sẽ thuyết giảng bài kinh này. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trời Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc phần chánh văn. Bài học ngày hôm nay, giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, bài 56, kinh Upali, Upali Sutta, phân đoạn 272 đến 275. Tên bài kinh được đặt theo nhân vật Upali. Upali, một đệ tử cư sĩ của đạo Chan, được biết là có khẩu tài, có nhiều tiền của và có danh vọng. Vị này đến vấn nạn Đức Phật với câu hỏi về tam nghiệp. Thuở ấy Thế Tôn trú ở tại Nalanda trong rừng Ba Qua Rikamba. Một giai thoại được ghi lại với phần đề cập về pháp tương đối ngắn nhưng tình tiết thì nhiều. Khởi đầu, Đi Khách Tắp Bát Si, một đệ tử xuất gia của ngoại giáo Ni Ganh Thá, đến gặp Đức Phật có một trao đổi ngắn. Trong cuộc trao đổi này nói lên sự dị biệt giữa giáo lý Ni Ganh Thá và Phật pháp về hành động, lời nói và ý nghĩ. B. Upali, một đệ tử cư sĩ của ngoại giáo Ni Ganh Thá, sau khi được nghe cuộc đàm luận giữa Đi Khách Tát Bát Si và Đức Phật, nảy sinh ý định tự mình đến tranh luận với Đức Phật. Mặc dù có sự ngăn cản của Đi Khách Tát Bát Si,
Nhưng Upali có được sự đồng ý của giáo chủ Nikantha Nataputta. C. Trong cuộc đàm luận giữa Đức Phật và Upali, Đấng Vô Thượng Điều Ngự đã dùng bốn thí dụ thuộc kiến văn của Upali để chứng minh giáo lý của Ngài, và những ví dụ này hoàn toàn có sức thuyết phục. D. Upali nghe những lời Phật dạy, phát tâm quy ngưỡng tam bảo Đức Phật đã dạy Upali. Dạ con xin sám hối. Upali dạy thái độ nên cẩn trọng khi để niềm tin và lòng quảng đại đối với tất cả đạo giáo. E. Upali sau khi trở thành một thánh đệ tử Phật đã nói lên sự quy ngưỡng tuyệt đối của mình đối với bậc đạo sư với cách trả lời khẳng định trước mặt giáo chủ Nikantha. 272. So sánh hành động và ý nghĩa, cái nào quan trọng trong nghiệp báo? Cách dùng từ vựng và giáo lý của đạo Chan có nhiều khác biệt so với Phật pháp. A. Đạo Chan có nói về hành động, lời nói và ý nghĩa tạo quả, nhưng không gọi đó là nghiệp mà gọi là cây roi hay cây gậy, đàn đá, có nghĩa là công cụ tạo tác. Theo sớ giải, Đức Phật dạy hành động của thân, lời nói của khẩu, tư duy của ý, có chủ trương Chetana là nghiệp Kamma. B. Đạo Chan dạy rằng hành động của thân là tối trọng để tạo thành ác nghiệp. Giống như trong luật pháp thường thức, những gì nằm trong ý nghĩa chưa phạm luật cho đến khi nói lời thành lời. Dạ con xin đọc lời câu này. Chưa phạm luật cho đến khi nói thành lời, dù vậy vẫn nhẹ hơn động tay động chân. Đức Phật dạy trong tam nghiệp thì ý nghiệp là tối trọng. Kinh văn: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Nalanda trong rừng Bawadikamba. Lúc bấy giờ Nikantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nikantha ly hệ phái, rồi Nikantha đi khác Tapasi trường khổ hạnh giả. Sau khi đi khất thực ở Nalanda, ăn xong trên con đường khất thực trở về, đi đến rừng Bawadikamba, chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm, thân hữu vị này đứng một bên. Thế Tôn nói với Nikantha Dikhatapassi đang đứng một bên: Này Tapassi, có những ghế ngồi, nếu ông muốn hãy ngồi xuống. Khi nghe nói vậy, Nikantha Dikhatapassi lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Nikantha Dikhatapassi đang ngồi một bên: Này Tapassi, Nikantha Nataputta chủ trương có bao nhiêu nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Hiền giả Gotama Nikantha Nataputta không có thông lệ chủ trương nghiệp. Hiền giả Gotama Nikantha Nataputta có thông lệ chủ trương phạt. Này Tapasi, Nikantha Nataputta chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Này hiền giả Gotama Nikantha Nataputta chủ trương có ba loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân phạt, khẩu phạt, ý phạt. Này Tapasi, nhưng có phải thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác? Hiền giả Gotama, thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác. Này Tapasi, ba loại này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy. Nikantha Nataputta chủ trương loại phạt nào tối thượng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, thân phạt chăng, khẩu phạt chăng, ý phạt chăng? Hiền giả Gotama, ba loại phạt này được chia sẻ như vậy,
được phân biệt như vậy, Niganta Natabutta chủ trương thân phạt là đối tượng để tác hành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này Tapasi, có phải ông nói thân phạt? Hiện giả Gotama, tôi nói thân phạt. Này Tapasi, có phải ông nói thân phạt? Hiện giả Gotama, tôi nói thân phạt. Này Tapasi, có phải ông nói thân phạt? Hiện giả Gotama, tôi nói thân phạt. Như vậy, Thế Tôn trong cuộc đàm thoại này đã làm Niganta Dikha Tapasi xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm của mình. Khi nghe nói vậy, Niganta Dikha Tapasi nói với Thế Tôn, hiện giả Gotama, hiện giả chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Này Tapasi, Như Lai không có thông lệ chủ trương phạt phạt. Này Tapasi, Như Lai có thông lệ chủ trương nghiệp nghiệp. Hiền giả Gotama, hiền giả chủ trương có bao nhiêu loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Này Tapasi, ta chủ trương ba loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Hiền giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác? Này Tapasi, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác. Hiền giả Gotama, ba loại nghiệp này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy. Hiền giả chủ trương loại nghiệp nào đối tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, thân nghiệp chăng? Khẩu nghiệp chăng, ý nghiệp chăng? Này Tapasi, ba loại nghiệp này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng, để tác thành ác ý, để diễn tiến ác nghiệp, thân nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. Hiện giả Gotama, có phải hiện giả nói ý nghiệp? Này Tapasi, ta nói ý nghiệp. Hiền giả Gotama, có phải hiền giả nói ý nghiệp? Này Tapasi, ta nói ý nghiệp. Hiền giả Gotama, có phải hiền giả nói ý nghiệp? Này Tapasi, ta nói ý nghiệp. Như vậy, Niganta Dikha Tapasi trong cuộc đàm thoại này, sau khi đã làm Thế Tôn xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm của mình, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến chỗ Niganta Nata Buddha. Lúc bấy giờ, Niganta Nata Buddha đang ngồi với một đại chúng gia chủ rất đông, do Upali, người thuộc hàng Balaka cầm đầu. Niganta Nata Buddha thấy Niganta Dikha Tapasi từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với Niganta Dikha Tapasi. Này Tapasi, ông từ đâu đi đến trong ban ngày nóng bức như thế này? Thưa tôn giả, con từ Sa môn Gotama đi đến đây. Này Tapasi, ông có đàm luận gì với Sa môn Gotama không? Thưa tôn giả, con cùng với Sa môn Gotama có cuộc đàm loại. Dạ con xin sám hối. Thưa tôn giả, con cùng với Sa môn Gotama có cuộc đàm thoại. Này Tapasi, cuộc đàm thoại của ông với Sa môn Gotama như thế nào? Rồi Niganta Dikha Tapasi kể lại cho Niganta Natabutta nghe một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Sa môn Gotama. Được nghe vậy, Niganta Natabutta nói với Dikha Tapasi: tốt lành thai, tốt lai Tapasi, Sa môn Gotama đã được Niganta Dikha Tapasi trả lời, một đệ tử đa văn đã hiểu đúng lời dạy của bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Thân phạt
thật là tối thượng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu nghiệp không bằng được, ý nghiệp không bằng được. Khi nói vậy, gia chủ Ubali thưa với Nigantha Na Tá Bhutta: Tốt lành thay, tốt lành thay, tôn giả Tapasi, Sa môn Gotama đã được tôn giả Tapasi trả lời như vậy. Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Thân phạt thật tối thượng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Thưa tôn giả, con sẽ đi đến và luận chiến với Sa môn Gotama đàm thoại này. Nếu Sa môn Gotama làm con xác nhận như đã làm tôn giả Tapasi xác nhận, thời cũng như một người lực sĩ tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài, có thể kéo tới, giật lui, vần quanh. Cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói, khéo tới, kéo tới, giật lui, vần quanh Sa môn Gotama. Cũng như một người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một cốc thùng có thể kéo tới, giật lui, vần quanh. Cũng vậy, con dùng lời nói với lời nói, kéo tới, giật lui, vần quanh Sa môn Gotama. Cũng như một lực sĩ nghiện rượu sống phóng đạn, sau khi nắm gốc một cái sàn, lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh. Cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói, lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh Sa môn Gotama. Và cũng như một con voi lớn 61 tuổi, sau khi lặn xuống một hồ nước sâu, lại chơi trò phun nước. Cũng vậy, con nghĩ, con sẽ chơi trò, chơi phun nước với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, con sẽ đi đến luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Này gia chủ, hãy đi và luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Vì rằng, này gia chủ, chỉ có ta, hai Nigantha, Dikhata, Bassi, hai ông mới có thể luận chiến với Sa môn Gotama. Khi được nói vậy, Nigantha, Dikhata, Bassi nói với Nigantha, Nata, Buddha: Thưa tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một huyễn sư. Sa môn Gotama biết được huyễn thuật, lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Này Tapasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Này gia chủ, hãy đi đến, hãy đi luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Chỉ có ta, Nigantha, Dikhata, Bassi, hai ông mới có thể luận chiến với Sa môn Gotama. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba, vân vân. Nigantha, Dikhata, Bassi nói với Nigantha, Na Tá Bhutta: Thưa tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một huyễn sư. Sa môn Gotama biết được huyễn thực, lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Này Tapasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Ubali, này gia chủ, hãy đi luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Chỉ có ta, Nigantha, Dikhata, Bassi
và ông mới có thể luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa vâng, tôn giả. Gia chủ Upmali Vân Đáp Ni Ganh Thá Na Thá Buddha từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ni Ganh Thá Na Thá Buddha, thân hữu hướng về Ni Ganh Thá Na Thá Buddha và đi đến rừng xoài Ba Qua Rí Cá chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Upmali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, không biết Ni Ganh Thá Đi Khá Tá Bát Si có đến tại đây không? Này gia chủ, Ni Ganh Thá Đi Khá Tá Bát Si có đến tại đây. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với Ni Ganh Thá Đi Khá Tá Bát Si không? Này gia chủ, ta có đàm thoại với Ni Ganh Thá Đi Khá Tá Bát Si. Thế Tôn, cuộc đàm thoại của Thế Tôn với Ni Ganh Thá Đi Khá Tá Bát Si như thế nào? Rồi Thế Tôn kể lại cho gia chủ Upmali một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Ni Ganh Thá Đi Khá Tá Bát Si. Khi nghe nói vậy, gia chủ Upmali bạch Thế Tôn: Tốt lành thay, tốt lành thay tôn giả Tá Bát Si, Thế Tôn đã được tôn giả Tá Bát Si trả lời như vậy. Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Vì thân phạt thật là tối trọng để tác hành tác ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu nghiệp không bằng được, ý nghiệp không bằng được. Này gia chủ, nếu ông có thể đàm luận y cứ trên sự thật, thời ở đây có thể có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật, mong rằng ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. 273. Ý nghiệp trong lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dùng bốn thí dụ mà tất cả đều nằm trong kiến văn của đạo tranh để hỏi Upmali: Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người Ni Ganh Thá bệnh hoạn, đau khổ, bạo bệnh. Từ chỗ nước lạnh chỉ uống nước nóng. Người này vì không được nước lạnh nên mệnh chung. Này gia chủ, theo Ni Ganh Thá Na Tá Bút Tá, người ấy tái sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, có hàng chư thiên được gọi là Mano Sát Tá, ý trước thiên. Ở đấy người ấy tái sanh. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy chấp trước ý nên mệnh chung. Gia chủ, sau khi suy nghĩ kỹ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau. Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận ý cứ trên sự thật, mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác hành ác nghiệp. Để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người Ni Ganh Thá được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế giới. Hoàn toàn tự chế ngự đối với nước, hoàn toàn chú tâm vào sự chế ngự đối với nước, hoàn toàn loại trừ đối với nước, hoàn toàn thấm nhuần với sự chế ngự đối với nước. Vì này khi đi qua đi lại đã giết hại rất nhiều sinh vật nhỏ bé. Này gia chủ, theo Ni Ganh Thá Na Tá Bút Tá, người ấy thọ quả báo nào? Bạch Thế Tôn, vì không cố ý nên Ni Ganh Thá Na Tá Bút Tá xem không phải là một đại tội. Này gia chủ, nếu người ấy có cố ý thời như thế nào? Bạch Thế Tôn, là một đại tội. Này gia chủ, ý thức ấy Ni Ganh Thá
Na Tá Bút Tá xem thuộc về loại gì? Bạch Thế Tôn, thuộc về ý phạt. Gia chủ, sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp với lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật, mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạm mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp. Để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải Na Lanh Đa này là Phú Cường, là Phồn Thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân tù mật? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, Na Lanh Đa này là Phú Cường và Phồn Thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân tù mật. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người đi đến với thanh kiếm đưa cao. Người này nói, trong một sát na, trong một giây phút, ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở tại Na Lanh Đa này thành một đống thịt, thành một khối thịt. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát na, trong một giây phút, làm cho tất cả mọi người ở tại Na Lanh Đa này thành một đống thịt, thành một khối thịt không? Bạch Thế Tôn, cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người cũng không thể, cũng không có thể trong một sát na, trong một giây phút làm cho tất cả mọi người ở tại Na Lanh Đa này thành một đống thịt, thành một khối thịt. Huống là chỉ một người nhỏ bé sao có thể sáng chói làm thành được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có vị sa môn hay bà la môn đến có thần thông lực, có tâm tự tại. Vị này nói như sau: ta sẽ làm cho Na Lanh Đa này trở thành tro tàn với tâm sân hận. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Vị sa môn hay vị bà la môn ấy có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Na Lanh Đa này trở thành tro tàn với tâm sân hận không? Bạch Thế Tôn, cho đến 10 Na Lanh Đa, 20, 30 Na Lanh Đa, 40 Na Lanh Đa, 50 Na Lanh Đa, vị sa môn hay vị bà môn ấy có thần thông, có tâm tự tại, có thể làm cho các Na Lanh Đa ấy trở thành tro tàn với một tâm sân hận. Huống nữa là một Na Lanh Đa nhỏ bé này sao có thể chớp sáng được, khỏi bị trở thành tro tàn được? Gia chủ, sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp với lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật, mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp. Để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe các rừng đan đá cá Kalinga Mecha Matanga đã trở lại thành rừng như trước? Bạch Thế Tôn, con có nghe các rừng đan đá cá Kalinga Mecha Matanga đã trở thành rừng như trước. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có thể ông được nghe vì sao các rừng đan đá cá Kalinga Mecha Matanga trở thành rừng như trước? Bạch Thế Tôn, con có nghe rừng đan đá cá Kalinga Mecha Matanga trở thành rừng như trước vì tâm sân hận các vị ẩn sĩ.
Gia chủ sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận ý cứ trên sự thật, mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa chúng ta. Những điểm cần nhớ. Ví dụ thứ nhất, liên hệ đến giới luật của đạo Chan, cấm uống nước lạnh vì trong nước lạnh có sinh vật. Đức Phật hỏi, nếu một người vì giữ giới này mà phải chết thì tái sanh ở đâu? Út Ma Lý đáp, ở cõi trời ý trước theo giáo lý đạo Chan, vì chấp vào ý mà chết. Đức Phật chỉ cho thấy Út Ma Lý đã mâu thuẫn vì do ý nghiệp là quan trọng. Phật lấy ví dụ thứ hai là nếu người tu theo đạo Chan hoàn toàn tự chế, không dùng nước lạnh, hoàn toàn chú tâm vào sự chế ngự nước lạnh, hoàn toàn loại trừ nước lạnh, hoàn toàn thấm nhuần giới kiên nước lạnh, nhưng lúc đi qua đi lại lỡ dặm phải côn trùng, có phạm tội không? Út Ba Lý nói không phạm vì không cố ý. Phật cho thấy ông đã tự mâu thuẫn lần thứ hai. Ví dụ thứ ba, một người với đại thần thông lực, với tâm sân hận, trong giây lát có thể giết toàn dân thành Nalanda không? Út Ba Lý nói tâm sân hận có thể giết không những một thành mà nhiều thành Nalanda. Ví dụ thứ tư, Phật hỏi ông có nghe những khu rừng của các vị ẩn sĩ trước kia tươi đẹp sao trở thành hoang vắng vì tâm sân hận các vị ẩn sĩ ấy không? Với bốn ví dụ, Út Ba Lý hoàn toàn bị thuyết phục mà cho biết ngay từ ví dụ đầu đã tin là Đức Phật đúng. Phát khởi tính tâm nơi tam bảo để rồi thành tựu viên mãn niềm tin. Ông phát tâm quy y tam bảo, nhưng Đức Phật khuyên ông hãy suy nghĩ chính chắn, vì chính chắn đi tư là tốt đẹp. Bạch Thế Tôn, với ví dụ đầu tiên con đã hoan hỷ, con đã thỏa mãn. Những gì con muốn nghe các vấn đáp sai biệt của Thế Tôn, nên con mới nghĩ đóng vai trò đối lập với Thế Tôn. Thật vi diệu thai, Bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thai, Bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, em đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Nghe lời khuyên của Đức Phật, ông nói lên đời quy y tam bảo lần thứ hai. Này gia chủ, hãy chính chắn suy tư. Chính chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này gia chủ, hãy chính chắn suy tư. Chính chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, nếu các mài đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: gia chủ, Út Ba Lý đã trở thành đệ tử chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con: này gia chủ, hãy chính chắn suy tư. Chính chắn suy tư là tốt đẹp với những người trữ danh như ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Đức Phật cũng khuyên rằng: Ba Lý, giống những người cúng dường nhiều cho những ni ganh há, sau này hãy tiếp tục bố thí cho những ai đến với ông. Với lời dạy này của Đức Thế Tôn, Út Ba Lý nói lên lời quy y tam bảo lần thứ ba.
Này gia chủ, đã từ lâu gia đình ông như giếng nước mưa nguồn cho các người ni ganh thá. Hãy cúng dường các món ăn cho những ai đi đến với ông. Bạch Thế Tôn, con lại bội phần quan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này gia chủ, đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người ni ganh thá. Hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con nghe như sao? Sa môn Gotama đã nói, chỉ bố thí cho ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử ta, chớ bố thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước, mới có phước lớn. Bố thí những người khác không được phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước lớn. Bố thí cho những người đệ tử, những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị ni ganh thá. Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo. Quy y chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ Ubali, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự nhiễm ô các dục lạc, những lợi ích của sức ly. Khi Thế Tôn biết gia chủ Ubali tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu nhận, tâm không triền cãi, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán thán và đề cao. Khổ tập diệt đạo cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn sa trần ly cấu khởi lên với gia chủ Ubali. Phàm gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi gia chủ Ubali thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận. Do dự diệt tận đạt được vô sở ý, không nghi cứ người khác đối với các pháp. Bậc đạo sư, gia chủ Ubali, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Này gia chủ, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. 275 Ubali và Đạo Chan, thời gian sau đó, ông về nhà dặn căn dặn. Ông về nhà căn dặn gia nhân, sau này những người theo Đạo Chan đến nhà thì mang thức ăn ra cúng dường nhưng không mời vào. Ngược lại, những đệ tử Phật đến thì rước vào nhà, cúng dường đủ lễ. Gia chủ Ni Ganh Thá nghe người kể lại không tin những gì được nghe đích thân, tới gặp Ubali để hỏi rõ. Ubali đã xác định mình là đệ tử Phật với những lời ca ngợi. Gia chủ Ni Ganh Thá nói rằng Ubali bị huyễn thực của Sa môn Gotama mê hoặc. Ubali trả lời: thật tốt lành thai, huyễn thực cảm hóa ấy, mong sao tất cả bà con, dòng họ, mọi giai cấp toàn thế giới, kể cả chư thiên, nhân loại đều được huyễn thực này lôi cuốn. Sau đó đã nói lên những câu kệ xưng tán Đức Phật, mà khi nghe Ni Ganh Thá Na Tá Bút Tá không nhận được sự phẫn uất. Rồi gia chủ Ubali hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân minh hữu hướng về Ngài, rồi đi về trú xá của mình. Sau khi đến, bèn nói với người giữ cửa như sau: từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng cửa đối với các nam Ni Ganh Thá, các nữ Ni Ganh Thá, cửa sẽ không đóng đối với các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu có vị Ni Ganh Thá vào đến, ông hãy nói vị ấy như sau: tôn giả hãy đứng lại, chớ bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Ubali
đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama, cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng ở đây và có người sẽ đem ra ở đây cho tôn giả. Thưa vâng, tôn giả, người giữ cửa vấn đáp gia chủ Upali, Nigantha Dihatabasi nghe như sau. Gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Rồi Nigantha Dihatabasi đi đến chỗ Nigantha Natabutta ở. Sau khi đến liền nói với Nigantha Natabutta: Thưa tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này Tabassi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama, và có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba Nigantha Dihatabasi nói với Nigantha nhà Natabutta: Thưa tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này Tabassi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama, có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Thưa tôn giả, tôi sẽ đi và tìm biết gia chủ Upali có trở thành đệ tử của Sa môn Gotama hay không. Này Tabassi, hãy đi và tìm biết gia chủ Upali đã có trở thành đệ tử của Sa môn Gotama hay không. Rồi Nigantha Dihatabasi đi đến trú xá của gia chủ Upali. Người giữ cửa thấy Nigantha Dihatabasi ở đường xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Nigantha Dihatabasi: Thưa tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng ở đây, có người sẽ đem ra ở đây cho tôn giả. Này hiền giả, ta không cần đồ ăn. Nói xong, Nigantha Dihatabasi đi trở lui đến chỗ Nigantha Natabutta ở. Sau khi đến, liền thưa với Nigantha Natabutta: Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói: Thưa tôn giả, tôi không được hài lòng để gia chủ Upali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một huyễn thuật sư. Sa môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử của các ngoại đạo. Thưa tôn giả, nay gia chủ Upali của tôn giả đã bị huyễn thuật của Sa môn Gotama lôi cuốn rồi. Này Tabassi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba Nigantha Dihatabasi nói với Nigantha Natabutta: Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói: Thưa tôn giả, tôi không được yên lòng để gia chủ Upali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một huyễn thực sư. Sa môn Gotama biết được huyễn thực lôi cuốn những đệ tử của các ngoại đạo. Thưa tôn giả, nay gia chủ Upali của tôn giả đã bị huyễn thực của Sa môn Gotama lôi cuốn.
Này Tapasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Này Tapasi, ta sẽ đi và tìm biết gia chủ Upali đã trở thành đệ tử Sa môn Gotama hay không. Này Nigantha, Natabutta cùng với đại chúng. Con sai rồi. Rồi Nigantha, Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đi đến trú xá của gia chủ Upali. Người giữ cửa thấy Nigantha, Natabutta từ xa đi đến. Khi thấy vậy liền nói với Nigantha, Natabutta: Thưa tông giả, hãy đứng ở đây cho cớ bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với các nam Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các vị tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Thưa tông giả, nếu tông giả cần món ăn, hãy đứng ở đây, có người sẽ đem ra ở đây cho tông giả. Người giữ cửa, hãy đi đến gia chủ Upali. Sau khi đến, hãy thưa với gia chủ như sau: Thưa tông giả, Nigantha, Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn ý kiến tông giả. Thưa vâng tông giả. Người giữ cửa vâng đáp Nigantha, Natabutta: Đi đến gia chủ Upali. Sau khi đến, liền thưa với gia chủ Upali: Thưa tôn giả, có Nigantha, Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn ý kiến tôn giả. Này người giữ cửa, hãy vào soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa. Thưa vâng tôn giả. Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali. Sau khi cho vào soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa, đi đến gia chủ Upali. Sau khi đến, liền nói với gia chủ Upali: Thưa tôn giả, các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa đã được sửa soạn. Tôn giả hãy làm những gì tôn giả nghĩ là phải thời. Rồi gia chủ Upali đi đến căn phòng chính giữa có cửa. Sau khi đến tại chỗ ngồi vào, ngồi nào là tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng. Sau khi ngồi trên chỗ ấy, liền bảo người gác cửa: Này người giữ cửa, hãy đi đến Nigantha, Natabutta. Thưa tông giả, Upali có nói tôn giả nếu muốn tông hãy vào. Thưa tôn giả. Thưa văn tôn giả. Người giữ cửa văn đáp gia chủ Upali đi đến Nigantha, Natabutta. Sau khi đến, liền nói với Nigantha, Natabutta: Thưa tông giả, gia chủ Upali có nói, thưa tông giả, nếu muốn tông giả hãy vào. Rồi Nigantha, Natabutta nói với đại chúng Nigantha đi đến căn phòng giữa ở, giữa có cửa. Sau gia chủ Upali lúc trước mỗi khi thấy Nigantha, Natabutta từ xa đi đến, sau khi thấy liền đi ra nghinh tiếp vào tại chỗ nào đó có chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng, liền lấy thượng y lao chỗ ngồi ấy giữ lấy và mời Nigantha, Natabutta ngồi trên chỗ ngồi ấy. Nhưng tại chỗ có chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng, gia chủ Upali lại ngồi trên chỗ ngồi ấy và nói với Nigantha, Natabutta: Thưa tôn giả, có những chỗ ngồi nếu muốn tôn giả hãy ngồi. Khi nghe nói vị Nigantha, Natabutta nói với gia chủ Upali: Này gia chủ, ông thật điên cuồng. Này gia chủ, ông thật ngu si. Ông nói: Thưa tôn giả, tôi sẽ đi luận chiến với Sa môn Gotama. Sau khi đi, ông đã trở về, bị trói buộc trong lưới luận nghị. Này gia chủ, ví như người đi với hai cao hoàng, đi về với hai cao hoàng, bị thiến.
Này gia chủ, như người đi với hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét. Cũng vậy, này gia chủ, ông nói, thưa tôn giả, con sẽ đi luận chiến với Sa môn Gotama. Sau khi đi, đã trở về, bị trói buộc, trong lưới lớn, luận nghị. Này gia chủ, ông đã bị huyễn thực của Sa môn Gotama lôi cuốn rồi. Thưa tôn giả, vi diệu thai huyễn thực lôi cuốn này, tốt lành thai huyễn thực lôi cuốn này. Thưa tôn giả, nếu bà con huyết thống thân yêu của tôi được huyễn thực này lôi cuốn, thời thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho các bà con huyết thống của tôi. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người sát đế lì được huyễn thực này lôi cuốn, thời thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho tất cả sát đế lì. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người Bà La Môn, nếu tất cả các người Quê Xá, Vệ Xá, nếu tất cả các người Số Đá, Thủ Đà được huyễn thực này lôi cuốn, thời thật là an lạc, thật là hạnh phúc lâu dài cho tất cả các người Số Đá. Thưa tôn giả, nếu thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên với chúng Sa Môn, Bà La Môn với chư thiên và loài người được huyễn thực này lôi cuốn, thời như vậy là an lạc hạnh phúc lâu dài cho thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, với chúng Sa Môn và Bà La Môn, với chư thiên và loài người. Thưa tôn giả, tôi sẽ cho tôn giả ví dụ này. Ở đây những người có trí nhờ ví dụ sẽ biết rõ ý nghĩa lời nói, ý nghĩa của lời nói. Thưa tôn giả, thở xưa có người Bà La Môn đã về già tuổi lớn, bậc trưởng lão có người vợ còn trẻ, mong tuổi thanh xuân, người vợ này mang thai, sắp đến kỳ sanh nở. Thưa tôn giả, người vợ trẻ nói với người Bà La Môn: Này Bà La Môn, hãy đi phố mua một con khỉ, con đực để cùng chơi với con tôi. Thưa tôn giả, được nói vậy, người Bà La Môn nói với cô vợ trẻ: Này mình, hãy chờ cho đến khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ, con đực mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ, con cái và mang về để chơi với con gái của mình. Thưa tôn giả, lần thứ hai người vợ trẻ nói với người Bà La Môn ấy: Này Bà La Môn, hãy đi phố mua một con khỉ, con đực để cùng chơi với con tôi. Thưa tôn giả, lần thứ hai Bà La Môn ấy nói với cô vợ trẻ: Này mình, hãy chờ khi mình sanh, nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ đực mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ, con cái và mang về cùng chơi với đứa con gái của mình. Thưa tôn giả, lần thứ ba người vợ trẻ nói với người Bà La Môn ấy: Này Bà La Môn, hãy đi phố mua một con khỉ đực để cùng chơi với con tôi. Thưa tôn giả, người Bà Long Mê, Bà La Môn ấy vì quá yêu thương, quá ái luyến cô vợ trẻ của mình nên đi chợ mua một con khỉ đực đem về. Bà nói với cô vợ trẻ: Này mình, đây là con khỉ, con đực mua ở chợ và mang về, hãy để nó cùng chơi với con của mình. Thưa tôn giả, khi nghe nói vậy, cô vợ trẻ ấy nói với Bà La Môn: Này Bà La Môn, hãy đi đem con khỉ đực này đến Rattabani, con người thợ nhuộm. Sau khi đến, hãy nói với Rattabani, con người thợ nhuộm: Này bạn Rattabani, tôi muốn con khỉ đực này được nhuộm giấy màu vàng, được khéo đập, khéo ủi, xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu. Thưa tôn giả, người Bà La Môn ấy vì quá yêu thương, quá ái luyến cô vợ trẻ của mình nên đem con khỉ, con đực này đi đến Rattabani. Con người thợ nhuộm khi đến xong liền nói với Rattabani: Con người thợ nhuộm, này bạn Rattabani, tôi muốn con khỉ đực này được nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu. Thưa tôn giả, được nói vậy, Rattabani, con người thợ nhuộm nói với người Bà La Môn kia: Này tôn giả, con khỉ, con đực này có thể nhuộm được nhưng không có thể đập được, ủi được,
không có thể làm thành mềm dịu. Cũng vậy, thưa tôn giả, là lý thuyết của những Niganta ngu si, lý thuyết này có thể ăn nhộm đối với những người ngu si chứ không ăn nhộm đối với người có trí. Thưa tôn giả, người bà la môn ấy sau một thời gian lấy một cặp áo mới đi đến chỗ Rách Táp Ba Ni, con người thợ nhuộm sau khi đến nói với Rách Táp Ba Ni, con người thợ nhuộm, này Rách Táp Ba Ni, tôi muốn nhuộm cặp áo mới này có màu nhuộm màu vàng, được đặt ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu. Thưa tôn giả, được nói vậy, Rách Táp Ba Ni, con người thợ nhuộm nói với người bà la môn ấy, thưa tôn giả, cặp áo mới này của tôn giả có thể nhuộm được, có thể đặt ủi xung quanh và có thể làm thành mềm dịu. Cũng vậy, thưa tôn giả, lý thuyết của tôn giả Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác có thể nhuộm đối với người có trí, không phải đối với người ngu si, có thể được đập ủi được và có thể khiến trở thành mềm dịu. Này gia chủ, quần chúng này gồm cả các vua chưa biết như sao, chưa được biết như sao, gia chủ U-ba-lý đệ tử của Ni-ganh-tha Na-ta-bút-ta. Này gia chủ, nay chúng tôi xem gia chủ là đệ tử của ai? Được nói vậy, gia chủ U-ba-lý từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, chắp tay vái chào hướng về Thế Tôn và nói với Ni-ganh-tha Na-ta-bút-ta, thưa tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của ai? Bậc trí sáng suốt, đoạn trừ si ám, phá tan hoang vu, chiến thắng địch quân, đau khổ đoạn diệt, tâm an bình tĩnh, giới đức trưởng thành, tệ đức viên mãn, phiền não nội tịnh, rời trần lý cấu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Do dự đoạn trừ, biết vừa biết đủ, thấy lợi tuyệt không, tâm tư hoan hỷ, làm xa môn hạnh, sanh ở nhân gian. Thân này sau cùng làm người nhân thế, bậc thánh cao nhất, rời trần lý cấu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Không tâm do dự, khéo thành thiện xảo, bậc trì giới luật, điều ngự tối thượng, là vô thượng sĩ sáng chói hào quang, nghi hoặc đoạn trừ soi sáng mọi nơi, kiêu mạn đoạn trần, vô nhân anh hùng, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc Ngu Vương, tâm tư vô lượng, thâm sâu không lường, bậc thánh Mâu Ni, tác thành an ổn, bậc có trí tuệ, an trú pháp vị, kinh trung bộ, tự hồng hộ thân, vượt qua tham ái, bậc giải thoát ký, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc Long Vương, sống xa thế tục, kiết sử đoạn trừ, siêu đẳng giải thoát, biện tài từ tốn, trong sạch thanh tịnh, cờ xí triệt hạ, tham ái đoạn trừ, điều ngự nhiếp phục, hí luận diệt tận, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, đệ nhất tiên nhân. Không tin lời đồn, ba minh thành tựu, đạt quả phạm thiên, tấm sạch thân tâm, văn cú thông đạt, khinh an yên ổn, thánh trí chứng đắc, công phá thành trì thiên chủ đế thích, tôi chính thật là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc thánh giả, tự tu tự tập, chứng điều phải chứng, thuyết giảng hiện tại, chánh niệm tỉnh giác, thiền quản tinh tế, không thiên tà dục, không nuôi tâm hận, dao động không còn, thân tâm tự tại, tôi chính thật là đệ tử Thế Tôn. Sống theo chánh đạo, trầm tư thiền tưởng, nội tâm không nhiễm, thanh tịnh trong sạch, không trước không chấp, không nguyện không cầu, độc cư độc tòa, những tối thượng vị đã vượt qua dòng, giúp người vượt qua, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Bậc chứng tịch tịnh trí tuệ vô biên, trí tuệ quảng đại, tham ái đoạn tận, Ngài là Như Lai, Ngài là thiện thệ, không người sánh bằng, không ai đồng đẳng, vào được tự tin viên mãn thành tựu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Tham ái đoạn tận, chánh ngộ giác chánh, khói mù tiêu tan, ô uế trừ sạch, xứng đáng cúng dường dạ so thanh tịnh vô thượng thánh nhân, không thể cân lường đại nhân đại giác, đại đạt đến danh xưng, tôi thật chính là
đệ tử Thế Tôn. Này gia chủ, ông chất chứa những ưu điểm này về Sa môn Gotama từ bao giờ? Thưa Tôn Bạ, thưa Tôn Giả, ví như một đống hoa có nhiều loại hoa khác nhau, người làm vòng hoa thiện xảo hay đệ tử làm vòng hoa có thể kết thành một vòng hoa có những loại hoa sai biệt. Cũng vậy, thưa Tôn Giả, Thế Tôn có nhiều đức tánh, có hàng trăm đức tánh. Thưa Tôn Giả, và ai lại không tán thán những bậc đáng tán thán? Vì Ni Ganh Thá Na Ta Bút Tá không thể nghe lời thẳng thắn Thế Tôn, nên ngay từ chỗ ấy đã thổ ra huyết nóng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ con cung thỉnh sư, dạ cảm ơn Đăng Văn Việt rất là nhiều, bài học hôm nay rất là khó khốt. Dạ con kính nhân mít đến Thượng Tọa Pháp Tân ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Trì, Sư Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đọc bài hôm nay rất là dài, mất một giờ đồng hồ để đọc xong cái bài hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh này là Upali. Thì gia chủ Upali là một cái người đệ tử trước đây là của phải đi đi Ganh Thá. Đi Ganh Thá là Ta Bút Tá. Thì khi mà gặp vị Bà La Môn đi khá tapasi đó, thì để mà đến để mà gặp Đức Phật, để nhấn mạng Đức Phật, hỏi về cái chủ trương của Đức Phật như thế nào về vấn đề theo như là các cái vị gọi là Niganta Mataputta. Thì chủ trương rằng là không nói là nghiệp, mà nói là thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Thì khi mà hỏi như vậy đó thì gia chủ của Bali đó, định đến để mà hỏi Đức Phật về những cái điều mà Đức Phật này chủ trương như thế nào. Cũng như là đi khá, du sĩ đi khá, tapasi cũng đến để hỏi Đức Phật như vậy. Thì theo như là đạo Niganta thời bây giờ này, thì người ta chủ trương trong cái ba cái phạt, thân phạt, khẩu phạt hay là ý phạt. Thì cái phạt ở đây nó giống như là cái công cụ để tạo tác ra thôi, chứ người ta không có chủ trương cái nghiệp. Ở trong Phật giáo thì Phật giáo Đức Phật nghe nói đến ba cái loại nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì đây mà chúng tôi thấy rằng là cái do cái chủ trương như vậy, cho nên là người ta có những cái phương pháp hành trì của họ, mà có những cái phương pháp hành trì của họ. Mà điển hình là chúng ta thấy rằng họ ép sát, hay là họ lõa thể, hay là họ trầm mình dưới sông lạnh rồi, hoặc là họ phơi nắng rồi họ bôi trò trét trấu. Họ nghĩ đó là những cái phương pháp hành trì của họ, cho nên là từ đó mà họ có cái chủ trương là thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Và họ còn nhấn mạnh sau khi Đức Phật ngài hỏi lại du sĩ đi khả đó tapasi đấy về cái gì là gọi là
lặp lại ba lần, đó là thân phạt, khẩu phạt và ý phạt đối với lại Nigantha Nataputta chủ trương như vậy. Thì Đức Phật hỏi ba lần như vậy. Thì khi mà mình nói đến điều này, và khi mà du sĩ Tapasi hỏi Đức Phật cũng vậy, hỏi Đức Phật thì Đức Phật Ngài mới nói rằng Ngài không có nói rằng chủ trương trong cái phạt, thân phạt, khẩu phạt và ý phạt, nhưng mà là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và trong đó thì Đức Phật đặc biệt nói đến cái ý nghiệp rất là quan trọng. Mặc dù là nói ba loại nghiệp, nhưng mà ý nghiệp rất là quan trọng. Trong khi là phái ni tiền tử, tức là Nigantha Nataputta đó, thì theo lời của Nikha Tapasi cho rằng là cái thân phạt là quan trọng. Thân phạt là quan trọng. Thì ở đây đó là khi Đức Phật Ngài hỏi giống như là một cái người bệnh, mà cái ví dụ mà Đức Phật Ngài ví ở đây giống như người bệnh mà không có uống nước lạnh rồi từ đó mà chết, hoặc là một cái người mà đi trong đêm hôm rồi tự không có thấy đường rồi dẫm đạp lên các cái côn trùng, cái đó là do có tội hay không, ý có phạt hay không đó, thì đó nó không có. Để Đức Phật Ngài hỏi như vậy để trả lời rằng khẳng định là cái ý nghiệp rất là quan trọng. Hay là một vị đại thần với cái tâm sân hận của mình là tàn sát ở trong một cái thành của mình, hay là vị ẩn sĩ với cái tâm sân hận mà làm cho các cái nơi ở trong mình trú xứ nó không còn, nó điêu tàn hết, thì cái đó nó thuộc về tâm hay là thuộc về thân? Thuộc về tâm hay thân? Thì rõ ràng là một người sân hận cho nên là người ta mới tàn sát hết, hay là một người ẩn sĩ vì cái tâm sân hận mà làm cho cái nơi đó trú xứ của mình nó tan quan, hay là một người vì chủ ý muốn là không nước lạnh mà cuối cùng phải bị chết do khi bệnh là cử không uống nước lạnh. Thì ở đây đó có những cái ví dụ như vậy để thấy rằng cái ý nghiệp rất là quan trọng. Để trở lại ở trong cái Phật giáo của chúng ta đó, thì khi nói đến nghiệp thì thường là nói ba cửa tạo nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, ba cái cửa đó nó đều là tạo ra nghiệp hết, đều là tạo ra nghiệp. Nhưng mà ở đây đó thì khi mà nói đến nghiệp thì nó bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì khi nào mà mình có cái sự chủ tâm điều gì đó bằng cái sự cố ý của chính mình nói ra, nói năng, ví dụ như là một người mà nói những cái lời cay cú, nói những cái lời độc ác, hay nói những lời chua ngoa, vân vân, hay nói những lời thô tục, vân vân, thì những cái lời nói đó hay là nói những lời mà nham hiểm, độc ác như vậy đó, thì thật sự ra cái tâm của cái người đó họ khởi lên những cái ý niệm bất thiện. Bởi vì có thể là người ta vì lòng tham mà người ta nói dối. Ví dụ như những cái người mà họ buôn bán, họ muốn lời nhiều, hay hoặc là họ lừa gạt, họ trộm cắp ai đó, họ nói trái sự thật đó, thì họ cũng có thể là vì cái tâm tham của họ để họ chiếm đoạt của cải vật chất của người khác, hay là vì cái tâm sân của họ mà họ sẵn sàng nói dối cũng có. Cho nên cái khẩu nghiệp ở đây đó là do cái tâm nó phát xuất từ ở cái tâm của mình. Cái tâm đó nó khởi lên cái tâm bất thiện. Chúng ta thấy là dù là khởi tâm tham hay là dù là khởi tâm sân, thì cái tâm đó cũng đều là tâm bất thiện. Ngay cả những cái người mà họ có cái tư tưởng tà kiến, họ nghĩ rằng cái sự cúng tế thần linh để cầu cho muôn loài vạn vật được bình an, người này người kia được bình an, mặc dù là họ có hiểu điều đó, tin điều đó như vậy, hay là họ không tin gì điều đó như vậy, nhưng mà họ cố gắng là
để nói lên những cái lời giống như là nói cái lời cầu khẩn hay những lời cầu nguyện để mong rằng cho các cái thần linh phù hộ cho một cái người nào gia chủ của họ, cái người nào mà cúng kiến đó, vân vân. Mặc dù là họ tin điều đó hay là họ không tin, nhưng mà họ vẫn làm, họ vẫn nói những điều đó, xúi dục người khác nói, hoặc là làm những cái lời mà mình nghĩ như là những cái lời cầu khẩn hay là những lời giống như giao tiếp giữa thần linh và con người vậy, thì họ trở thành nói dối. Do cái sự tà kiến của họ, họ cũng có thể nói dối. Rồi từ ở cái, cho nên ở đây đó, nói những cái lời độc ác hay nói những lời dối trá, những lời không thật đó, là phát xuất từ ở cái tâm bất thiện hết. Cho nên trong kinh Pháp Cú, mà ở một cái câu Pháp Cú đầu tiên hay là cái câu Pháp Cú số 2 cũng vậy, ý làm chủ ý tạo đó, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân bật kéo. Như vậy thì cái ý ô nhiễm tức là cái tâm của mình nó không tốt, cái tâm của mình nó bị tham chi phối, cái tâm của ta, cái người đó bị sân chi phối hay là bị tà ký chi phối, bị si chi phối. Khi mà bị những cái pháp bất thiện nó chi phối là tâm ô nhiễm, mà tâm ô nhiễm thì khiến cho họ có những cái lời nói nó thô ác. Và do vậy thì bị cái quả ngược lại, bị cái quả. Cái đó là khẩu nghiệp. Cho nên nó nhiều khi là người ta nói rằng là lời nói mình nói ra thôi, nghe không nghe thôi, hoặc là giờ lời nói là gió thoảng mây bay thôi, không quan trọng. Nhưng sự thật ra là nó cũng tác tạo thành nghiệp, nhưng mà cái đó nó cũng đều là do tâm của cái người đó. Cái tâm khiến cho người đó nói năng, nói lên hay hành động. Rồi bây giờ khi nói đến cái khẩu, cái thân nghiệp cũng vậy. Cái thân nghiệp của chúng ta đó là khi chúng ta hành động, chúng ta muốn đánh đập hay là chúng ta muốn giết chóc hay là chúng ta muốn làm những cái gì đó làm tổn thương, tổn hại với những cái chúng sanh muôn loài khác, thì cái tâm đó là tâm bất thiện. Cái tâm bất thiện cho nên tạo ra cái quả bất thiện, khiến cho cái thân hành động bất thiện, tâm bất thiện. Khi mà mình giết chóc hay mình đánh đập, cái người mà giết chóc hay đánh đập những cái sinh vật khác đó, thì nó khởi lên bằng cái tâm sân. Lúc đó là khởi lên bằng cái tâm sân. Cho nên khi khởi lên cái ý nghiệp bất thiện như vậy đó, khiến cho họ làm những điều này điều kia, hành động những điều này điều kia. Mà thường thường đó là chúng ta nghĩ rằng pháp luật ở ngoài ấy, người ta nói khi nào mà mình có cái hành động đó, mình đi cướp đoạt, chiếm đoạt, trộm cắp của người ta, mình cướp đoạt của người ta, mình lơ gạt người ta, thì sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nhưng mà rồi là khi nào mình hành động thì mới có. Nhưng mà cái trong Phật giáo thì cái ý nghiệp á, khi mà mình khởi lên những cái ý nghiệp bất thiện, mặc dù là mình chưa có hành động, nhưng mà cái tâm của mình nghĩ đến những cái điều đó thì cũng đã là cái ý nghiệp bất thiện rồi, cũng đã tạo nên cái nghiệp bất thiện rồi. Nếu mà với cái tâm thanh tịnh thì rõ ràng là cái tâm đó nó không có tham, không có sân, không có si ở trong đó, thì cái tâm đó là cái tâm tốt, tâm thiện. Khi tâm thiện thì chúng ta nói lên những điều lành, chúng ta hành động những điều lành, nói những cái lời dịu ngọt, nói những lời chân thật, nói những lời bằng tâm từ, nói những lời mang đến sự hữu ích cho người khác, thì cái lời nói đó nó đều là phát xuất từ ở cái tâm thiện. Hay hoặc là hành động cũng vậy. Thay vì một người hành động bất thiện, nhưng mà một người biết tu tập thường khởi lên cái tâm thiện, thì cái hành động, cái việc làm của mình là việc làm thiện. Việc làm thiện đó là bố thí, việc làm thiện đó là cung kính, việc làm thiện đó là tụng kinh lại Phật, việc làm thiện đó là phục vụ, vân vân. Cho nên cái việc làm đó, cái hành động đó, hành động ví dụ như mình cúi đầu đảnh lễ Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ tăng chúng, đem cái lòng cung kính, thì cái hành động đó là hành động thiện. Hoặc cũng là từ ở cái tay của mình, chân của mình, một người đó thì đặt bát cúng dường đến chư tăng,
hay hoặc là chúng ta đến một cái nơi nào đó gọi là thiền môn tự viện để chúng ta công quả, chúng ta tu tập, chúng ta phục vụ, thì tạo cái phước phục vụ. Ở trong 10 cái thiện sự đó, gọi là từ cái việc bố thí, trì giới, rồi là tu tiến, rồi là cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi ước phước, tính pháp, thuyết pháp, cải chánh tri kiến, thì những cái việc thiện đều là tạo cái phước cho chúng ta hết. Những việc thiện đó là tạo phước. Cho nên ở đây đó, khi mà cái chủ trương của Niganta Bồ Tát cũng như là du sĩ Dikhatapassi ở đây đó làm đệ tử của Phái Niganta tử, cho nên là cả Ubali trước đây cũng vậy, gia chủ Ubali cũng vậy, cũng nghĩ rằng là cái việc mà mình hỏi Đức Phật hay là mình cật vấn Đức Phật để rồi Đức Phật sẽ là đối lý hay là Đức Phật sẽ chấp nhận với những cái chủ trương của kinh tế Nigantha Nataputta, cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà sự thật ra khi nói những điều đó thì Đức Phật ngài mới nói rằng rõ ràng là ngài còn khi mà được hỏi 3 lần như vậy thì ngài vẫn nói rằng có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, chủ trương của Như Lai là như vậy, và trong đó ý nghiệp là quan trọng, ý nghiệp là quan trọng. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng không phải là thân nghiệp không quan trọng, không phải là khẩu nghiệp không quan trọng, bởi vì cái gì nó tạo ra cái nghiệp thì nó cũng có cái kết quả của nó. Nếu bằng với cái tâm thanh tịnh hay là nếu bằng với cái tâm ô nhiễm, cái tâm ô nhiễm. Cho nên là khi mà cái tâm ô nhiễm thì thường thường đưa đến cái quả xấu. Cái quả xấu ở trong hiện tại cũng có, rồi cái quả xấu ở trong tương lai cũng có, tùy vào cái nghiệp của chúng ta, cái duyên nó đến sớm hay là đến muộn. Như vậy thì ở đây đó, cái điều mà, cái gì cũng vậy. Thí dụ như mà mình khởi lên cái lời nói, mình nói, thì sự thật ra cái tâm của mình đã suy nghĩ đến những điều đó. Suy nghĩ, bởi do tham hay là do sân, do si hay do tà kiến nó chi phối, để rồi... mà nó chi phối ở đây là cái tâm bất thiện này, cho nên nói ra những cái lời nói nó tạo ra cái quả, tạo ra cái nghiệp bất thiện, rồi hành thân hành động cũng vậy. Khi mà mình sát sanh, rồi mình trộm cắp, mình tà hạnh, vân vân, thì những cái nghiệp đó, cái việc làm đó, nó đều là do thân của mình. Cái người sát sanh, cái người mà làm tổn thương, tổn hại những sinh loại khác á, thì cái người đó họ thường thường là bị cái quả xấu. Và chúng ta biết rằng là cái người tu cũng vậy, để mà tránh xa cái nghiệp, để tránh xa, để mà tâm mà được cái sự an lạc, được cái sự thanh tịnh, thì ít ra đó là cái hành động, cái giới hạnh của cái người đó, tức là lời nói hay việc làm của người đó phải thanh tịnh. Chứ còn nếu mà mình thân sát sanh á, thì mình sẽ bị cái quả xấu, quả xấu. Chưa chắc, chưa biết là ở tương lai như thế nào, nhưng mà chắc chắn sẽ bị quả báo xấu trong tương lai. Nhưng mà ở hiện tại đó, thì cái người đó khi mà có cái hành động hay là lời nói á, thì sẽ bị rai rứt rất là nhiều. Khi mà mình nhớ đến những điều đó, mình tâm mình cũng khó yên tĩnh, khó yên tĩnh. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là cái người mà tạo cái nghiệp xấu thì nó cũng sẽ đến sớm hoặc là đến muộn mà thôi. Đến sớm đến muộn. Cho nên trong Phật giáo cái gì mà là cái sự chủ tâm của mình, tức là Chetana đó, cái sự cố ý của mình thì thường tạo ra cái nghiệp đó. Bởi vì nếu mà nó trở thành những cái động lực bất thiện hay động lực thiện, nếu nói trong di diệu pháp và động lực bất thiện, tức là mình nói cái sở hữu tư mà nó hợp ở trong tám tâm tham, hai tâm sân hoặc là hai tâm si đó, thường thường là động lực của bất thiện thì đưa đến cái quả báo xấu. Rồi động lực thiện đó là nếu bằng giới tám tâm đại thiện đó cũng là tốt rồi. Chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta cung kính hay chúng ta phục vụ đó, thì những cái đó đều là gọi là với cái tâm thanh tịnh mà chúng ta tác tạo thành cái nghiệp.
Cho nên nếu mà ni kiền tử, tức là Niganatha đó, Natabutta đó, nghĩ rằng là chủ trương rằng cái thân phạt là quan trọng, trong khi ông không chú trọng, không cho rằng cái ý phạt là quan trọng, mà cũng không cho rằng cái khẩu phạt là quan trọng. Cái chữ phạt ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này lấy lát nữa là Chư Tăng sẽ, các ngài sẽ giải thích, chứ thì cái này nó giống như là cái công cụ, hay là cái đối tượng, cái công cụ để chúng ta tác tạo ra thôi. Mà người ta cứ chú trọng như vậy, mà vì người ta quan trọng cái thân phạt là quan trọng đó, cho nên nó mới có cái chuyện là người ta mới khổ hạnh, rồi người ta mới ngâm mình dưới nước, rồi người ta mới bôi tro trét trấu, rồi người ta mới có những cái chuyện mà phơi nắng, hay là rồi nhịn đói nhịn khát, nhiều thứ nữa. Họ nghĩ là như vậy, chính làm như vậy đó, làm cho cái thân nó tiều tụy, làm cho thân nó khốn khó mới là chuyện quan trọng. Trong khi cái tâm thì đầy cái sự ô nhiễm. Mà Phật giáo thì Đức Phật dạy rằng cái ý nghiệp rất là quan trọng. Bởi vì cái ý nghiệp nó khiến cho chúng ta hành động, và cái ý nghiệp nó khiến cho chúng ta nói năng. Và nếu mà cái ý nghiệp thiện thì nó luôn luôn tạo đến cái quả vui, quả an lạc ở trong hiện tại và trong tương lai. Nếu như cái ý nghiệp mà bất thiện đó, thì nó khiến cho chúng ta có những cái hành động, hay là khiến cho chúng ta có những cái lời nói. Vì vậy đó, thường là đưa đến cái quả báo xấu ở trong tương lai. Quả báo xấu trong tương lai có thể sanh vào trong khổ cảnh. Nhưng mà trước mắt đó, nếu mà một người tu đó mà có cái hành động, hay hoặc là có những cái lời nói mà mình thật sự ra là, nếu như một người có một cái phản tỉnh suy xét lại chính mình, nhiều khi trong cái lời nói của mình nói ra trong hàng ngày, nhiều khi mình mắc phải những cái lỗi lầm mà mình không hay, rồi có khi những cái hành động mình nghĩ nó là nó đơn giản thôi, nó không có cái gì hết, nhưng sự thật nó cũng có cái quả báo, cũng có những cái việc mà ảnh hưởng đến cái nghiệp của chúng ta, phát xuất từ ở cái ý nghiệp đó. Vì vậy cho nên là nếu như một người mà có cái sự kiểm thúc chính mình bằng cái thu thúc tâm mình, bằng chánh niệm tỉnh giác, thì có lẽ là trong mỗi cái cử chỉ, trong mỗi cái hành động đó, thì có lẽ là mình cũng không bớt đi, giảm đi những cái lỗi lầm. Mặc dù là những cái lỗi lầm đó nó nhỏ thôi. Chính vì vậy đó, nếu như một người mà có cái tâm thanh tịnh đó, thì là khi mà cái hành vi của họ không có lỗi lầm thì cái tâm của họ sẽ được thanh tịnh, cái tâm của họ sẽ được yên tịnh. Và khi yên tịnh như vậy thì họ có thể dễ dàng tu tập trên phương diện thiền tập của họ rất là dễ dàng. Như vậy thì ở đây đó là đối với lại cái Nikanta Nataputta chủ trương thân phạt là quan trọng, thì trong khi cái khẩu phạt nó cũng là một cửa để tạo nghiệp. Cái cửa miệng của chúng ta cũng là một cửa để tạo nghiệp, bởi vì cái khẩu nghiệp này nó cũng là quan trọng, chứ không phải là ít. Rồi là cái quan trọng nhất thì đối với Phật giáo chúng ta là cái ý nghiệp. Cái ý nghiệp khiến cho chúng ta hành động, cái ý nghiệp chúng ta khiến cho chúng ta là nói năng đó. Cho nên nếu như mà cái ý nghiệp thiện đó, thì giúp cho họ nói năng cũng, cái nói năng nó cũng hiền thiện, cũng tốt, có cái quả được sự an lạc. Rồi họ hành động cũng được cái sự đưa đến cái quả an lạc. Thay vì người ta sát sanh thì người ta hãy tu tập tâm từ. Thay vì người ta trộm cắp thì người ta phải là bố thí. Thay vì người ta nói dối thì đằng này là mình phải nói những cái lời chân thật, vân vân. Thì như vậy thì ở đây đó là đối với lại Niganatha Buddha đó, thì chủ trương như vậy. Và khi mà Ubali đó là
đến để mà dẫn Đức Phật, để hỏi Đức Phật đó. Thì sau khi mà hỏi Đức Phật như vậy đó, thì nghĩ rằng là Nikantha hay là Dikhatapassi đó, nghĩ rằng đến đó đó là Đức Phật của chúng ta, tức là ngày Đức Phật Gotama đó, sẽ trở thành đệ tử của Ubali, hay là trở thành đệ tử của Nikantha vân vân. Nhưng mà sự thật ra là khi mà đến để mà gặp Đức Phật, thì sau nhiều lần Đức Phật hỏi gặn lại đó, và Đức Phật đã đưa ra những cái ví dụ như vậy, thì cuối cùng đó là Ubali cũng chấp nhận và trở thành quy ngưỡng Đức Phật. Đức Phật ngài mới giảng pháp cho Ubali nghe. Ubali nghe, cư sĩ Ubali nghe. Ban đầu thì Đức Phật dạy về về quả báo của cái việc mà bố thí, quả báo của các cõi trời, quả báo của cõi trời. Rồi Đức Phật mới giải đến cái con đường xuất gia, phạm hạnh để tu tập về nhận thức về tứ đế, khổ tập diệt đạo. Và cuối cùng thì Ubali trở thành một bậc thánh, gia chủ Ubali trở thành một bậc thánh. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là cũng như Đức Phật á, là ngài là một cái vị chánh đẳng chánh giác, ngài là một bậc thiên nhân sư, hay là còn được ví ngài như là một vị pháp vương, hay là được ví ngài như là một chúa tể sơn lâm, là con sư tử. Khi mà con sư tử cất cái tiếng rống lên thì có lẽ là muôn thú ở trong rừng đều phải khiếp sợ. Cũng như vậy, khi Đức Phật ngài nói về chánh pháp, giảng giải về chánh pháp đó, thì mặc dù là chúng ta nghe rằng là các cái du sĩ ngoại đạo, các cái giáo chủ ngoại đạo đều có những cái chủ trương, rồi có những cái đệ tử, một nhóm đệ tử nào đó nhất định. Nhưng mà rồi đó, khi mà đến để mà hỏi Đức Phật qua cái việc mà lý lẽ với Đức Phật đó, thì người ta đều phải đối lý và người ta đều phải sợ trước cái điều mà Đức Phật ngài đưa ra, những cái quan điểm của Đức Phật đưa ra, cũng như là những gì mà Đức Phật ngài trình bày, đó là chân lý, là sự thật, là sự thật. Cho nên là khi mà ngài đưa cái quan điểm của ngài á, thì những cái quan điểm kia đều không có cái chỗ đứng, không chỗ đứng. Thí dụ như mình nói rằng mình nói cái gì đó thì nó rõ ràng là có trước có sau, có nó rõ ràng, nó hợp lý, nhưng mà cái lý lẽ của họ ra đó thì hoàn toàn nó không có chỗ đứng. Và do không có chỗ đứng thì phải khiếp sợ trước những cái gì mà Đức Phật ngài lập luận, hay là ngài đưa những cái quan điểm của ngài ra. Thì ở đây mình nhìn lại ở trong Phật giáo đó, thì đối với Phật giáo thì Đức Phật ngài nói đến ba cái loại nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mình cũng có thể nói là mình tu tập ba loại nghiệp đó cũng đúng, là vì nội cái ý nghiệp là mình sửa cái ý nghiệp mình để cho nó đúng đắn đàng hoàng, để mà mình sửa cái tâm của mình lại cho nó đúng đắn đàng hoàng cũng là tu tâm rồi. Rồi mình sửa cái hành động của mình là mình tu thân rồi. Rồi mình sửa cái lời nói của mình là mình tu khẩu rồi, tức là mình tu cái lời nói, sửa cái lời nói của mình. Như vậy thì cũng là cái cách tu, cũng là cách tu. Nhưng mà nói đến cái quả báo nghiệp đó, rõ ràng là khi mà một người tạo ra cái nghiệp bất thiện bằng với cái tâm ô nhiễm, tâm ô nhiễm, tâm đó là chi phối bởi tham, tâm đó là chi phối bởi sân, tâm đó là chi phối bởi si, tâm đó là chi phối bởi tà kiến ngã mạn, thì cái tâm đó là tâm ô nhiễm. Mà khi có cái tâm ô nhiễm như vậy đó, thì nói lên hay là hành động đều có cái quả báo khổ trong tương lai, mà Đức Phật ngày dí trong công kinh Pháp Cú, giống như xe mà cái chân kéo theo, lăn theo cán cái dấu chân của con vật, con bò đó, con bò là gì, hay là hình ảnh của một con bò kéo chiếc xe rất là nặng nề. Cũng như với cái tâm thanh tịnh thì nói lên hành động thì cái sự an lạc nó sẽ mang đến, nó sẽ mang đến như là bóng với hình, thì cái hình ảnh nó rất là nhẹ mà chúng ta thấy rất là thanh thản, rất là thông dong, rất là tự tại khi một người tạo cái nghiệp thiện. Và cái nghiệp thiện ở đây nó không phải chỉ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó,
nó không phải chỉ giới hạn hay nó co cụm ở trong cái quả báo, cái quả báo thiện hay là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, mà nó còn là một cái điều đó để điều chỉnh thanh lọc ở trong cái sự tu tập của mình, thanh lọc lời nói, thanh lọc việc hành động, rồi thanh lọc luôn cái suy nghĩ tâm của mình để mình trau dồi sửa đổi. Đó là cái cách tu mà chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời, cũng không biết là còn để nhiều cái vấn đề ở trong cái bài kinh này. Thật sự nghe đọc rất là nhiều, rất là dài, mà tụ chung lại đó là cái thân nghiệp và khẩu nghiệp và ý nghiệp đối với Nigantha Nam Tá chủ trương là khẩu cái thân phạt. Thì để một tí nữa thì chư tăng sẽ chư tôn đức sẽ bàn thêm để cho chúng ta thảo luận, để chúng ta hiểu thêm. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Con xin dứt lời, kính thỉnh thượng tọa giác đẳng có được nghe, có nghe ngày trở lại. Sao tôi kính trình thượng tọa pháp thượng, bạch thượng tọa thượng sư, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thượng sư nghe được, kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa, thượng sư, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, có lẽ là thượng tọa, thượng sư hiện không có mặt ở trước máy. Chúng tôi xin được nói vài lời, hy vọng rất nữa khi nào thượng tọa, thượng sư vào trong rung, có mặt trong rung thì giải thích thượng tọa, thượng sư rồi. Bạch thượng tọa, thượng sư, thượng tọa có thể giải thích thêm một chút về một điểm mà bây giờ chúng ta không nhắc đến câu chuyện của Upali và quan điểm của giáo phái Niên Thiền Tử, mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày rằng mặc dù người ta không nói ra lời, nhưng mà đa số nghĩ rằng cái gì mà mình hành động bằng thân á, thì nó là nặng, và cái gì bằng lời thì nhẹ, mà bằng ý nhẹ hơn. Ví dụ như là trong luật pháp ở tại Mỹ này, nếu mà mình tỏ ý mình ghét người khác á, thì mình chưa có tội. Mình tỏ ý khinh bỉ người khác chưa tội. Nhưng mà nếu mình mà nói bằng lời mạ liệt người khác á, có khi người ta kiện mình tội vu khống, nhưng mà tội nhẹ. Nhưng mà động tay động chân là không được. Mình nói người khác, mình chửi người khác, miệt thị người khác thì có khi không đưa tội nặng, nhưng mà động tay động chân là có vấn đề. Thì bên luật pháp á, họ coi cái thân nghiệp là mạnh, thì điều đó nó có gì trái ngược với lời dạy của Đức Phật ở đại tại đây không? Xin thượng tọa hoan hỷ giải rõ về điều này. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, tùy trường hợp và đối ý ý nghĩa nó nặng và nó thân nghiệp khẩu nghiệp nó nặng, nó nặng là ở chỗ nào? Thực ra thì cái sở hành của thân hay là cái sở hành của khẩu nó luôn luôn phải được cái sự xúi dục của ý, ý sắp xếp. Nếu như không có cái sự cố ý hành động thì không có hành động được. Nếu không có sự cố ý
nói phỉ báng nhục mạ thì không thể nói được. Do đó cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng ý quan trọng là vì chỉ có ý không thì cũng đã là tạo nghiệp. Còn nói chi là ý nó xúi dục cho khẩu, cho miệng nói, thì cái đó nó nặng về phần ý, khẩu và ý. Rồi ý xúi dục thân hành động, thì như vậy gọi là cái nặng đó là do nơi ý có hành động, ý phối hợp với hành động, ý phối hợp với lời nói. Còn nếu như nói như các ngoại đạo đi kinh thá thì nói thân là nặng, nhưng mà khi mà Đức Phật đưa lên cái thí dụ một người theo đi kinh thá, theo đạo đi kinh thá, tránh xa nước lạnh, kiên cử nước lạnh, vì cho nước lạnh có cái có sinh vật cho nên sợ sát sanh, cho nên không dám uống nước lạnh, không dám xài nước lạnh. Nhưng mà nếu người đó đi bằng thân, đi rồi cái dẫm đạp côn trùng ở trên đất làm cho nó chết, như vậy người đó có tội hay không? Thì Upali, gia trị Upali mới nói là không có tội. Là bởi vì dẫm đạp đó không phải do ý, do cố ý. Thì như vậy rõ ràng là nếu nó thân, thân hành thì phải do ý sử dụng, mà nó khẩu hành thì phải do ý sử dụng. Nó nặng là nặng ở chỗ đó. Tuy nhiên có một vài trường hợp ý hoạt động độc lập, chỉ có khởi ý thôi, bởi tư tưởng. Hoặc là một người họ tu thiền, họ tu bằng ý, rồi họ chứng thiền cũng bằng ý, họ có thần thông cũng bằng ý. Thí dụ như cái thân này thì nhấc không nổi một tảng đá nặng 200 kg, nhưng mà đắc chứng thiền, thiền định và có thần thông rồi, thì thiền định và có thiền định và thần thông đó là thuộc về ý thôi. Thì khi mà đã có được thiền định và thần thông thì lúc bây giờ thưa quý vị, khi muốn nhấc một tảng đá, đừng nói chi là 100 kg, dời non lấp biển, thì cái vị mà đắc thiền đắc thần thông, vị đó có, cũng có cái năng lực để làm cái chuyện đó, chứ không phải là lấy cái tảng đá rồi cái khiêng nặng nề. Đúng rồi, không thể. Cái thân này chỉ là nhấc nổi một cái trọng lượng. Thí dụ như các nhà luyện tập yoga, đúng rồi, thể dục cử tạ,
thì họ có thể dùng thân để họ nhấc lên cho tối đa là cỡ chừng vài trăm ký thôi. Nhưng mà với cái vị mà có thần thông, vị đó có thể dời một cái tảng đá. Một lần ở tại Guericha bị đói kém, nặng đói khởi lên, và người ta chết xương trắng đầy. Và lúc bây giờ sư Guericha đó cơm gạo hiếm hôi, thì họ dân chúng họ không đủ ăn, sao họ cúng dường cho cả, để bán cho các vị tỳ khưu được. Lúc bây giờ Đức Tôn giả Mahamoggallana Đại Bồ Tát Liên lại mới bạch với Đức Phật là: xin Đức Thế Tôn vị hãy cho phép con dẫn các vị tỳ kheo đi qua xứ Bắc Lương Châu để cất thực. Đức Phật đã nói rằng là nếu mình có những vị tỳ kheo, có những vị tỳ kheo không đắc được thần thông thì làm sao đây? Tôn giả Mahamoggallana nói thì mình tiếp tục, thì con sẽ đưa các vị đó đi bằng thần thông của con. Đức Phật lại nhân không thôi, vừa rồi này Moggallana, vì chớ ngơ nghĩ đến cái việc mà đi khất đưa các vị tỳ kheo khất thực sẽ mất của lương châu. Rồi khi đó đó ngài Xá Lợi, ngài Moggallana, ngài mới xin với Đức Phật là: nếu vậy thì xin cho con sẽ bổ ngửa cái quả đất này ra ở trong cái lòng đất, cái nhân của cái trái đất này nó là có vị ngọt thơm ngon và bổ khỏe, con sẽ bẻ cái địa cầu này ra làm đôi và móc lấy cái đó. Đức Phật hỏi rằng trong khi mà ngươi bẻ ra như vậy rồi, con người mà người và thú mà sống ở trên cái mặt đất thì rớt thì sao? Họ ở chỗ nào mà Đức Thế Tôn? Thì con sẽ dùng thần thông con dời họ, con làm một cái đại địa khác dời họ qua bên đó tạm, rồi lấy đất xong rồi lắp lại và trả họ trở về. Tất cả những điều đó thưa quý vị không phải là một cái điều mà nó khoác, mà chính Tôn giả Mahamoggallana ngài Bồ Tát Liên được xem đệ nhất về thần thông. Mấy cái chuyện đó thì đối với ngài quá dễ dàng, nhưng mà Đức Phật là không muốn vị tỳ kheo phải dùng đến thần thông như vậy. Cho nên Đức Phật nói thôi, vừa rồi này Moggallana, người chớ có nghĩ đến cái chuyện mà cho các vị tỳ kheo đi khất thực, chớ có nghĩ đến cái chuyện cho các tỳ kheo đi khất thực ở Bắc Cung Lương Châu, chớ có nghĩ đến cái chuyện mà ngươi sẽ bổ đôi cái quả đất này ra để mà lấy cái chất bổ dưỡng cho các vị tỳ kheo dùng, chớ có suy nghĩ gì. Thì chúng ta nói cái điều đó đó để cho thấy rằng là cái chuyện mà ngài Mahamoggallana ngài tự tin là đưa các vị tỳ kheo qua xứ Bắc Cung Lương Châu để khất thực, cái đó phải dùng ý thuộc về thần thông. Hoặc là làm cái chuyện này chuyện kia mà thân hành làm không được, khẩu hành nói không được, nhưng mà ý hành thì làm được, nói được. Do đó cho nên ở đây cái Đức Phật mới nói ý hành là tối trọng.
Chúng ta phải hiểu vậy. Ở đây Đức Phật Ngài không có phủ nhận phải chi. Ở Đức Phật Ngài nói là chỉ có khởi lên ý mới tạo nghiệp, chứ còn hành động bằng thông chưa có tạo nghiệp, bằng khẩu chưa tạo nghiệp sao? Nếu Ngài nói như vậy thì chúng ta sẽ thắc mắc. Nhưng mà đằng này thì Đức Phật Ngài dạy rõ ràng là ý nghiệp nó quan trọng hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp. Thì nói quan trọng hơn là chúng ta phải tự lý giải. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chức Đẳng. Câu thảo luận số 1 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái trường thượng tọa thời sư. Thưa quý vị, chúng tôi xin dành ít thời giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay để chia sẻ với quý vị một vài điều. Và điều này chúng tôi đã nói trước kia. Một điều rất là thú vị là đạo Trang cũng như đạo Phật là hai tôn giáo đương thời. Nghĩa là thời Đức Phật còn tại thế thì giáo chủ của đạo Trang là Mahavira đã lập nên đạo Trang. Và cả hai tôn giáo đều tồn tại đến ngày hôm nay. Ở trong kinh điển của đạo Phật có ghi về Nigantanathaputta, thì Mahavira là giáo chủ của đạo Trang. Và ở trong kinh điển của đạo Trang cũng có ghi về Đức Phật gọi là Gautama Mahasamana, tức là Đại Sa Môn Cổ Đàm. Và một số các nhân vật như là Vua A Xà Thế, Vua Bình Sa Vương hay là những sinh hoạt ở Vesali cũng có được ghi lại ở trong cả hai kho tàng kinh điển của đạo Phật và đạo Trang. Thì thứ gì rất là thú vị đó là sự tồn tại của Bà La Môn, của đạo Bà La Môn, của đạo Trang, của đạo Phật ở tại Ấn Độ. Nó tương tự như là ở tại Việt Nam bây giờ thì đạo Phật cũng giống như Nam Tông, và đạo Trang thì cũng giống như Khất Sĩ, và Bà La Môn cũng như Phật giáo Đại Thừa. Một cái người mà không có nhận rõ thì có thể tìm thấy đạo Trang và đạo Phật có nhiều điểm giống nhau. Và nếu quý vị nào đến Ấn Độ đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tượng của vị giáo chủ đạo Trang đó, từ cái đỉnh đầu cho đến hồn chiếc già tham thiền giống như là Đức Phật. Chỉ có cái là bên đạo Trang đó thì họ lọ thể, và vị giáo chủ thì không có mặc đồ để lọ thể, còn Đức Phật thì mặc y. Và rồi những cái vị tu sĩ đạo Trang thì giống như là những vị mặc ở dưới mặc y nội của bên Nam Tông ở trên mặc áo, và có một số vị thì tu thừa hành lọ thể. Họ có hai phái, một phái hoàn toàn không mặc gì hết gọi là lọ thể, một phái thì có mặc. Đạo Trang thì cũng nói đến nhân quả và hành động, có kết quả hành động. Nhưng mà ở đây, ở trong đạo Trang thì họ nói đến đanh đá, họ nói đến cái phương tiện để tạo nghiệp, chứ không có nói đến dùng chữ cao má như đạo Phật. Họ rất là sợ tội, ví dụ như là quý vị tín đồ mà tu đúng nghĩa đó, thì họ thường lấy cái vải họ che mũi. Họ đi thì họ rất là cẩn thận, có nhiều khi trong những ngày tu đó họ lại chổi quét trên đường đi để không dẫm đạp con gì vân vân. Thì đạo Trang một phương diện nào đó rất là lôi cuốn đối với người Ấn Độ, tại vì có vẻ như là chú trọng về đời sống vô hại và có cái hạnh rất là chuyên, rất là chuyên hạnh, giống như Phật giáo Khất Sĩ của Việt Nam vậy. Trong lúc đó thì Bà La Môn thì về triết lý thì sâu rộng, về tinh thần thì đa dạng, chủ trương đa dạng giống như Phật giáo Đại Thừa. Còn đạo Phật ở tại Ấn Độ thì giống như Phật giáo Nam Tông Việt Nam, tức là ở khoảng giữa, chủ trương nói trên phương diện hình thức, trung đạo. Trung đạo thì ở đây trong cái bài kinh này đó thì có đề cập đến một sự kiện là một cái thành phố là Nalanda. Nalanda là quê hương của Ngài
sáng lập Pháp Quy Hương Nghiệp Kiền Liên, và Nalanda ở trong nhiều thế kỷ chứng kiến từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến thế kỷ thứ 12, khi mà Hồi giáo đến đây tiêu diệt đạo học Nalanda, là đó là một cái trung tâm học thuật rất là quan trọng của xứ Ma Kiệt Đà. Hầu như là đệ tử Đức Thế Tôn ngoài ngày Xá Lợi Phất, ngày Bục Kiền Liên thì cũng có nhiều vị xuất thân từ Nalanda như Tôn giả Mahachunda. Nơi này là một nơi nổi tiếng giữa những cái cuộc tranh luận của các giáo phái. Và thời Đức Phật còn tại thế, khi Đức Phật đi sang đây thì thỉnh thoảng cũng có những câu chuyện về vấn đề lý luận. Một số các nhân vật của ngoại đạo rất là nổi tiếng thì thứ vị cũng có cái lịch sử từ quê hương Nalanda. Về điểm này thì chúng tôi thật sự không có biết. Người Việt Nam chúng ta có cái chữ gọi là địa linh nhân kiệt, nhưng mà quả thật là ở cái xã hội đó nó có những cái gọi là cuộc đất. Ở trong những cuộc đất đó, nó là xuất thân gọi là có nhân vật anh hùng cái thế, hay là có những cái như ở tại Mỹ này, ở Seattle và Atlanta, đó là nơi khởi nghiệp. Atlanta khởi nghiệp bên miền đông, Seattle bên miền tây. Thì ở bên miền tây Seattle thì có những hãng như Microsoft, Amazon, Adobe và rất nhiều hãng khởi nghiệp mà có cái bản danh tại Seattle hay là những vùng phụ cận. Trong khi Atlanta thì có những cái công ty khởi nghiệp rất là lớn như Coca-Cola hay CNN chẳng hạn. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng mà dĩ nhiên nói về địa lý thì không nói được, tại vì vật đổi sao dời. Nhưng mà ở trong cái thời nào đó, địa lý ảnh hưởng rất là lớn. Lấy một cái ví dụ là về điểm này thì có lẽ Thượng Tọa Tự Siêu cũng có thể đồng ý, bởi vì Thượng Tọa đang sống ở đó, tức là chúng tôi sống ở Vĩnh Long. Giờ Vĩnh Long là một cái tỉnh mà nằm giữa hai con sông là sông Tiền, sông Hậu. Mà một điều rất là lạ đó là cái phía bên sông Tiền Giang là nơi xuất thân từ những người theo võ nghiệp hay là theo chính trị. Ví dụ như ngày xưa chúng ta có ông Tổng thống Trần Văn Hương, Phó Tổng thống Nội Trần Văn Hương, hay là Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, hay là bên Cộng sản thì có Thủ tướng Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, những nhân vật như là ông Lê Thuần Trí là Độc Lý Văn Phòng của Viên Độc Lập, hay là ông Trang Sĩ Tấn là chỉ huy trưởng của lực lượng biệt khu thủ đô chẳng hạn. Thì đã lắm dọc theo bên sông, bên những vị mà làm chính trị hay là về võ nghiệp thì lại nằm ở phía bên sông Tiền Giang. Còn bên sông Hậu Giang á, giờ phía như Hậu Giang như là ở dưới Tam Bình, Trà Ôn vân vân, thì là những vị xuất thân từ bên văn nghiệp. Thí dụ tổ sư Minh Đăng Quang của bên khắc sĩ thì xuất thân từ Tam Bình. Là chúng ta nói ca sĩ Lệ Thủy ở Bình Minh, hay là Úc Trà Ôn là cũng ở Trà Ôn, hay là Hòa Thượng Thanh Từ bên Bắc Tông, hay là Hòa Thượng Thích Thiện Khoa là bên cũng từ bên Trà Ôn ấy. Tức là cái giới tu sĩ, giới văn nghệ sĩ thì xuất thân từ phía bên sông Hậu. Mà điều đó thì thật ra chúng tôi không, tức là chúng tôi không hiểu. Nó có một cái, người ta nói trong cái cuộc đất nó có cái gì đó mình không hiểu. Thì ở thời Đức Phật còn tại thế đó, thì ở tại tại Nalanda đó là nơi xuất thân rất là nhiều những cái bậc cao tăng về phương diện từ những vị trí thức. Nó là một chiếc nôi, nó là một chiếc nôi của một cái nền một học thuật, và có nhiều bậc danh sĩ, danh nhân xuất thân từ Nalanda. Thì trong trường hợp này Nalanda được đề cập đến trong bài kinh Upali mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Và một cái rất là thú vị là khi người Anh họ đến Ấn Độ đó, thì họ nói chuyện với trước khi nghe, có một thời gian dài người Tây Phương họ cho rằng Đức Phật là một nhân vật không có thật, và nhân vật của huyền thoại không có thật, tức là một nhân vật hư cấu. Nhưng mà khi họ đến Ấn Độ thì có ba điều làm cho họ sửng sốt, là có những di tích còn lại từ thời Đức Phật còn tại thế.
và di tích đó, và những cái gì mà được Ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ năm mà ghi lại thì vẫn còn rất là chính xác trong sự khai quật của tướng Cunningham với những cái trụ đá của Hoa Dục. Và đồng thời người Ấn Độ họ cũng chỉ cho anh biết là Đức Phật mặc dù không ghi được hết nhưng mà có ghi rất là nhiều đoạn ở trong kinh điển của đạo Chan. Dạ, thì hai tôn giáo khác nhau nhưng mà trong kinh điển đạo Phật có ghi về giáo chủ Mahavira Nigantha Natabutta, và bên kinh điển đạo Chan có ghi về Đức Phật, cũng là một điều rất là thú vị. Và lúc bây giờ thì họ khẳng định rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử chứ không phải là một nhân vật của huyền thoại. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin có thêm một bài chia sẻ sau. Dạ, con tri ân đại đức tại tri cho con biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân quý ngài đã vào rung giảng pháp, và con xin được hồi hướng ạ. Dạ, con kính tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú làm Grammarly helps make your writing clear and concise. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân. No matter where you are, with Grammarly on your computer and phone, you always have an expert writing assistant. Land the job with a cover letter that stands out, thanks to flawless writing and compelling word choice. Inspire your team with a perfect presentation by catching and correcting errors in spelling, punctuation, and grammar. Impress your boss with a well-written proposal that gets straight to the point. And be sure your writing comes across the way you intend by checking your tone. Grammarly helps you write better however and wherever you write in your profession. Go to grammarly.com to download. Đọc cái câu thông báo, có khi quý ngài không nghe được và không thấy. Và con xin thông báo ngày mai là chủ nhật 1 tháng 11, trường sẽ sinh hoạt theo giờ mùa đông, Hoa Kỳ sớm hơn nửa tiếng, Việt Nam trễ hơn nửa tiếng, tức là Việt Nam từ 8:30 tối đến 10:30 tối, chưa thân từ 7:30 đến 9:30. Và hai cái điểm này là rất là quan trọng. Kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con xin xuống mic và kính cảm ơn tất cả.